Dân Nha Trang 79 thân mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Kim Âu Lãng Thủy Ngọc Hoàng Quy Sơn Tự Thiền Tông Hội Phước Chi, chúng ta có thể dịch ra là Bát Vàng Xoay Bóng Ngọc Tụ Về Chùa Thiền Trên Núi Tù Phước Mãi. Vâng, đó chính là hai câu đối của Hoàng Trần Nhân Tông khi mà viếng cảnh chùa tại núi Gành ngày xưa vào năm 1301. Khi Ngài đến đây viếng cảnh chùa thì Ngài thấy cảnh sắc nơi đây thanh bình tuyệt đẹp nên đã để lại hai câu đối này. Và chùa Kim Sơn, hai chữ Kim Sơn cũng chính là hai chữ đầu tiên của hai câu đối. Và Ngọc Hội, tức là thôn Ngọc Hội bây giờ mọi người, cũng là xuất phát từ hai cái chữ nằm trong hai câu đối này. Chùa Sắc Tứ Kim Sơn là một ngôi cổ tự nằm tọa lạc trên một cái ngọn đồi thấp, được gọi là núi Gành, ngày xưa gọi là núi Gành, và bây giờ là thuộc thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc, thuộc thành phố Nha Trang, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 3 km về hướng Tây Bắc. Chùa Sắc Tứ Kim Sơn được hình thành từ xa xưa nhưng mà người dân họ không biết chính xác là năm nào. Tuy nhiên là có một cái tương truyền trong sách ghi rằng là chùa Sắc Tứ Kim Sơn được hình thành vào thế kỷ thứ 13. Và trong video ngày hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá ngôi cổ tự Sắc Tứ Kim Sơn này. Xin mời mọi người. Vào thế kỷ thứ 17, Hòa Thượng Thiệt Địa hiệu là Pháp Ấn đã về đây xây một ngôi chùa đặt tên là Kim Sơn. Vào năm Canh Thân 1740, chú Nguyễn Phúc Khoát đổi tên chùa và ban một biển hiệu sơn son thiếp vàng và khắc bốn chữ Sắc Tứ Quy Tông. Vào năm Thiệu Trị thứ 5, tức năm 1845, vua cho lấy lại tên cũ của chùa nên được gọi là Sắc Tứ Kim Sơn. Chùa Sắc Tứ Kim Sơn này ngày xưa gọi là chùa Bà Nghè mọi người. Đây là tháp mộ của Bà Nghè đây mọi người. Thì Bảo Khánh sẽ nói cho mọi người biết là Bà Nghè là ai. Bà Nghè là một phu nhân tên là Trương Thị Đức, là một phu nhân vợ của một vị quan thái sư của nhà Tây Sơn mọi người. Người phụ nữ này đã đến dưới cái chân chùa Kim Sơn này để mà lập cái am thất để mà tu học. Sau đó thì đã phát tâm xây dựng sửa chùa Kim Sơn. Và khi bà qua đời thì được gia đình và người dân xây một cái tháp mộ như trước màn hình mà người thấy. Đây là cái tháp mộ Bà Nghè đó. Cho nên ngày xưa người ta gọi là chùa Bà Nghè đó. Nhưng mà bây giờ là có cái tên là Sắc Tứ Kim Sơn nha mọi người. Đây là cái tháp mộ đây. Tháp mộ ngày xưa giờ vẫn còn lưu giữ lại đây. Đây là cái bia đây mọi người. Đây là cái bia đây. Tháp Bà Nghè nè. Vào thời vua Khải Định nè, 1916-1924 nè, có một vị phu nhân của tiến sĩ Nguyễn Văn Chương, tức là thái sư nhà Tây Sơn, tên là Trương Thị Đức, thường gọi là Bà Nghè, đến đây lập một am thất nhỏ phía dưới bên phải chùa Sắc Tứ Kim Sơn để tu hành và trực tiếp đóng góp công sức tiền của giữ gìn tu sửa chùa. Sau khi bà qua đời, gia đình và người dân thời đó xây tháp ngay tại am để tưởng niệm công đức tu hành và hộ trì tam bảo của bà. Từ đó chùa Sắc Tứ Kim Sơn còn được người dân địa phương gọi một cái tên thân thương là chùa Bà Nghè mọi người. Đó thì y như những gì mà nãy Bảo Khánh cũng đã nói trong video cho mọi người xem rồi. Phía trước là nơi thờ tự những cái linh cốt của những cái thân nhân nha mọi người. Và chúng ta tiếp tục đi lên chùa. Đây là cái con đường dốc. Thì như Bảo Khánh đã nói trong video là chùa tọa lạc trên một cái ngọn đồi thấp, ngày xưa gọi là núi Gành đó mọi người. Cho nên là mọi người thấy trong màn hình là video nè, đi đường đi rất là dốc nha. Lên một cái ngọn núi, một cái ngọn đồi cũng thấp thấp thôi, cũng không có cao lắm.
Đến thời vua Khái Định năm 1916 đến năm 1924, có bà Trương Thị Đức, người đời quen gọi là bà Nghè, vì bà là vợ của một vị thái sư nhà Tây Sơn, đã đến núi Gành lập một am nhỏ phía dưới bên phải của chùa để tu hành, và bà đã phát tâm trùng tu chùa Kim Sơn, nên khi bà mất đã được người dân và gia đình xây tháp ngay tại am để tưởng niệm công đức tu hành và hộ trì tam bảo của bà. Dân thời xưa gọi là chùa Bà Nghè. Sau này, khi xây dựng nơi ký gửi linh cốt cho đại chúng khu vực này, thì nhà chùa có lập một bia tri ân bên cạnh mộ tháp của bà Nghè, tức là vợ của một vị thái sư nhà Tây Sơn, để cho hậu thế biết. Năm Bính Tuất 1946, Pháp chiếm tỉnh Khánh Hòa. Pháp lấy chùa Kim Sơn làm nơi đóng quân và đã cho đội pháo binh phá hủy cảnh quan của chùa, khiến cho chùa Kim Sơn trở nên hoang tàn, đổ nát. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, quân Pháp rút khỏi Việt Nam, chùa mới được các đời trụ trì sau này tu sửa và tái thiết lại. Thì mọi người thấy phía dưới đây là những cái tháp mộ đây mọi người. Hình như là những cái tháp mộ đây là những cái bậc chân tu trụ trì ở chùa Kim Sơn mọi người. Khi mà viên tịch thì được an táng ở đây mọi người. Thì giờ chúng ta xuống đây, chúng ta xuống đây xem thử đây nè, có cái bia này, mọi người. Đây, Thái Tổ Pháp Tổ Sư Thiệt Địa, năm sinh thì không biết nhưng mà năm mất là 1790 nè. Đại Lão Hòa Thượng Thiệt Hạ Địa, hiệu Pháp Ân, thuộc thiền phái Lâm Tế đời thứ 35, ngài viên tịch vào ngày 24 tháng 3 năm Canh Tuất năm 1970 ở chùa Bửu Phong. Đồi chúng chia xá lợi của Tổ Sư Pháp Ân làm nhiều phần, thỉnh về lập tháp thờ ở các chùa Bửu Phong, Kim Ấn, Linh Quang, Long Thạnh thuộc huyện Ninh Hòa và chùa Sắc Tứ Kim Sơn thuộc Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa. Vâng, thì đây là cái bảo tháp mà có chứa xá lợi của tổ Kha Sơn Tạo Tự là Thiệt Địa Pháp Ấn mọi người. Đây nha mọi người. Đó. Thì sau khi viên tịch thì ngài đã để lại nhiều phần xá lợi và nhiều chùa ở Ninh Hòa cũng có thờ mọi người. Đó. Ngôi chùa có từ rất là lâu đời, trên 300 năm rồi mọi người. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi lên trên kia. Tổ Khai Sơn Tạo Tự, chùa Sắc Tứ Kim Sơn là Hòa Thượng Thiệt Địa Pháp Ấn và các thế hệ truyền thừa và trụ trì chùa Kim Sơn cho đến nay là hơn 20 vị. Thì được biết là tiểu đình thờ Bồ Tát Quan Thế Âm, ngày xưa đây là cái lô cốt của Pháp mọi người. Ngày xưa đây là cái lô cốt của Pháp đây. Và cái tiểu đình thờ Bồ Tát Quan Thế Âm là được xây trên cái lô cốt của Pháp nha mọi người. Hàng năm chùa Sắc Tứ Kim Sơn mở 4 khóa tu theo 4 mùa xuân hạ thu đông, mỗi khóa tu kéo dài trong 3 ngày. Có cái tấm bình phong ở phía sau lưng mẹ Quan Thế Âm mọi người. Kim Sơn Thiên Cổ Tự, bi trí hiện tùy duyên, chân tâm vô sở trụ, điều ngự giác hoàn viên. Cái này phía sau
Mẹ Quế Thâm có đề năm 1967, chắc là cái nơi tiểu đình thờ mẹ Quế Thâm này là xây dựng vào năm 1967 mọi người. Đó thì cái khu vực này như mà Khánh đã nói là cái lô cốt ngày xưa của Pháp mọi người. Thì được biết là năm 1946 khi mà Pháp chiếm Việt Nam, thì sau khi chiếm Nha Trang rồi thì Pháp đã lấy chùa Kim Sơn là đặt đài bản doanh đóng quân của mình và cho cái đội pháo mọi người bắn phá cái khung cảnh của chùa Kim Sơn mọi người, làm cho chùa Kim Sơn trở nên tan hoang đổ nát. Trong video bà Khánh cũng đã nói là chùa lấy tên Kim Sơn là lấy hai chữ đầu tiên của hai câu đối của Hoàng Trần Nhân Tông vào thế kỷ thứ 13. Tuy nhiên còn có một cái tương truyền khác là khi Hòa Thượng Pháp Ấn về núi Gành để mà dọn dẹp núi để mà xây dựng chùa, thì Hòa Thượng đã phát hiện có một số vàng tại núi Gành này, cho nên là chùa được đặt tên là chùa Kim Sơn mọi người. Chùa có vẻ vắng vẻ quá mọi người ơi. Hình như cái mùa này là ăn cực kỳ hạ cho nên hay sao mà sao chùa bây giờ tầm 10 giờ trưa mà sao vắng vẻ lắm mọi người. Một ngôi cổ tự mọi người, có trên 300 năm rồi nha mọi người. Tại thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. Phía trước mọi người thấy đây là cái chánh điện nha mọi người. Chánh điện chùa Sắc Tứ Kim Sơn nè. Dạ, A Di Đà Phật. Cho con quay chùa nha chú. Cho con có thể vào chánh điện được không chú? Đi cửa sau hả chú? Dạ dạ, con cảm ơn. Dạ. Đây là chánh điện của chùa nha mọi người. Thì bà Khánh thấy có hai tầng, tầng trệt và tầng lầu 1. Tầng lầu 1 à. Thì bên phải của chùa là bà Khánh thấy có một cái chuông nè mọi người. Chuông đồng. Chuông đồng được biết là như là 1.500 kg mọi người. Trên chùa Sắc Tứ Kim Sơn, chúng ta phóng tầm mắt xuống thì chúng ta thấy nè, nhà cửa phố xá nè, đó Ngọc Hiệp Vĩnh Ngọc mọi người, dãy núi thì bao quanh. Thì hôm nay chùa đóng cửa trước cho nên Bảo Khánh đi cửa sau mọi người để vào quay cái chánh điện chùa cho mọi người xem.
trước chánh điện là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mọi người. Bên tay phải là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi bên tay trái, bên tay phải này là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và bên tay trái này là như là Địa Tạng Vương Bồ Tát mọi người ạ. Chúng ta đi lên nè mọi người. Đây là nhà thờ tổ mọi người. Thì nãy giờ Bộ Khánh đi vô từ ngoài vô thì thấy chùa đang dọn dẹp, thì hóa ra là chùa dọn dẹp là để chuẩn bị cho khóa tu mùa thu cô ha. Khóa tu mùa thu thì chùa thường thường tổ chức 4 khóa tu, xuân hạ thu đông cô ha. Mỗi khóa tu gì là 3-4 ngày hả cô? Em bưng lộn cái ở ngoài ra, nó ở trong cái mâm, cái này trong cái mâm này. Này còn phải cái này là bỏ sẵn cái nhà thờ tổ này mọi người. Đây là những bên này là những cái ảnh mà người thân họ gửi những cái linh cốt người quá cố ở đây mọi người. Còn chính giữa đây là dạng như là thờ các vị dạng như là có công với chùa, dạng như những vị là trụ trì chùa mọi người. Đây là Bảo Khánh nghĩ như vậy á. Bây giờ Bảo Khánh quay một số hình ảnh về cái ngôi cổ tự Sắc Tứ Kim Sơn tại thôn Ngọc Hồi, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang cho mọi người xem rồi. Thôi thì Bảo Khánh xin kết thúc video ở đây và hẹn quý các bác anh chị ở một video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.